ăn cảm giác mà kiểu bao nhiêu tinh túy của 100 năm đất Hà Nội này nó vào hết trong cơ thể mình ấy. Đi đâu ở cái đất Hà Nội này tìm được một hàng mà bán lẩu tôm bầu mà lại dùng nước giếng của nhà cổ 100 năm tuổi. Trông em ngoan chứ là tổ cồn, chấp anh ba chén đã xỉn chưa anh? Mình là Hoa hậu vỉa hè và các bạn đang ở xỉn quán 47 Bát Đan. Lẩu bầu tôm thì không có gì quá là lạ lẫm nữa rồi, nhưng mà lẩu bầu tôm cốt sò điệp lại nấu từ nước giếng khoan của căn nhà cổ 100 năm của một vị tướng có công với cách mạng thời kháng chiến chống Pháp Đặng Đình Kỳ giữa phố cổ Hà Nội thì các bạn đã bao giờ chưa? À nhưng mà nước giếng ở xỉn quán thì đã được xử lý bằng máy lọc xử lý chất lượng cao rồi nên là mọi người yên tâm là vẫn an toàn đảm bảo nha. À là sẽ có người bóc tôm luôn cho ạ? À? Nhà tôi cái gì cũng bóc cho khách hết. À, thử miếng nước trước, lúc nãy là vừa bê ra mà vừa mới mở mắt vung thôi mà đã thấy rất thơm rồi. Sao nó có vị cay cay như kiểu có hạt tiêu ấy nhỉ? Ớt nướng. Ớt nướng. Ớt nướng á? Đúng rồi. Cầu kỳ vậy. Nên là tạo cái độ thơm sẽ không làm quả ớt bị cay quá. Đây là mới có thả tôm mà thôi, còn chưa thả thịt bò vào đâu. Thả thịt bò vào tí nữa còn ngọt nước nữa. Cái lẩu này chỉ ăn được một loại thịt bò duy nhất là trong con bò, đó là tu vai bò. Nếu dùng ba chỉ thì nó sẽ ra cái mỡ rồi, hoặc là dùng các loại khác thì cái mùi bò nhiều quá nó sẽ làm át đi cái mùi thơm của lẩu. Ôi cái nước dùng nó ngọt lắm luôn ý. Cái này là mình dùng nước xương à hay là không hề có tí xương nào? Không hề có xương á, mà sao nó ngọt được như này nhỉ? Nước lẩu được ninh hoàn toàn 100% từ đầu tôm, tôm khô và cồi sò điệp. Ninh cồi sò điệp. Cồi sò điệp. À. Ninh trong nhiều giờ để ra thì cô đặc lại thì cái nước cốt của nó. Mình hay ăn cái lẩu cua bầu, xong rồi ăn cả những quán vỉa hè nữa. Nhưng mà đúng là nó sẽ không thể nào mà đậm đặc được như thế này luôn ý. Đây không có nghĩa là đậm đà đâu mà đậm đặc luôn ý. Những cái okay. Nhỏ nhỏ thôi nó sẽ lưu cái dấu ấn với khách hàng nhiều hơn. Nhiều hàng quán khác mọi người làm, mọi người để cho khách ăn một lúc, xong bắt đầu mới thấy cái vị ngon. Bọn tớ là muốn là khách nếm cái hương đầu tiên, cái vị đầu tiên sẽ phải wow lên rồi. Thì là nó sẽ là cái cảm nhận đầu tiên luôn. Chưa đi vào một cái quán ăn nào mà nhân viên lại bóc tôm khéo như thế này luôn ý. Thế tính ra nhá, cái nồi lẩu này là 699. Bên mình hoàn toàn có thể bán là 1.699.000 cũng được. Không kiểu làm kiểu nhà hàng cao cấp ý. Kiểu không gian đấy, nhà cổ 100 năm nhá. Bây giờ hỏi mọi người là đi đâu ở cái đất Hà Nội này tìm được một hàng mà bán lẩu tôm bầu mà lại dùng nước giếng của nhà cổ 100 năm tuổi. Đấy mình vẽ chuyện lên rồi mình bán giá đắt lên là vẫn được mà. Ai lại làm thế á? Mình bán cho khách hàng cái sự trải nghiệm thôi. Để họ biết là cái nguồn gốc câu chuyện như thế nào. Mỗi một món ăn, mỗi một cho mọi người đến nó sẽ có một cái câu chuyện. Ăn cảm giác mà kiểu bao nhiêu tinh túy của 100 năm đất Hà Nội này nó vào hết trong cơ thể mình ấy. Bây giờ mà tìm ra một nguồn nước giếng ở Hà Nội cực hiếm nha. Đúng rồi. Bọn em phải ăn cái mọc tôm đi, nó ngon lắm luôn. Mọc tôm mình tự làm luôn. Ăn là rõ được cái độ sòn sòn sật sật của thịt tôm nhở. À trứng tôm nữa. Trời ơi, tôm nó dày mình. Con tôm nó rất ngọt ấy. Không có mì chính luôn á. Thật luôn. Ôi sò điệp quá ngon luôn. Cái này là nồi to nha, là 699k, có cả size nhỏ 599 nữa. Nhưng mà nói thật ý là cứ gọi nồi to đi, vì nó ngon lắm mà nồi to nó lãi hơn nhiều. Mùa hè rồi nên là cứ làm tí ốc cho nó giải nhiệt nhỉ. Nhà này có món gì về ốc mình cũng gọi hết luôn, để cho nó thành cả một mâm ốc luôn. Ốc nhồi hấp xả này, ốc nhồi thịt, ốc om chuối đậu và nem ốc nữa. Thì tính ra là cái ốc hấp và ốc om chuối đậu là ngon mê luôn nha. Nhớ thử nhá, còn hai cái kia thì cũng tạm ổn thôi. Ốc siêu to luôn. Ngon lắm. Nước chấm siêu ngon. Đây là ốc om chuối đậu. Ngon lắm. Bắt tay. Đừng quản tôi làm gì hả ông ơi. Nó sắc luôn. Kiểu cái gì nó cũng sẽ rất là hào quyện với nhau. Ngon lắm. À mà mình phát hiện ra cái này mọi người xem có chuẩn không nhá. Nếu mà là tôm tươi ý, thì vẫn sẽ còn thịt ở đầu tôm như thế này nhá. Cái đĩa gỏi tôm sốt Thái này cũng vậy luôn. Món này cũng đặc trưng của nhà xỉn đấy. Yên tâm, món này nhá, kể cả ai mà sợ đồ sống, sợ ăn sashimi nhá thì vẫn nên thử cái món này đi vì nó ngon lắm ý. Nếu mọi người đi đông tầm 5 người trở lên á thì đá thêm tí bánh tráng cuốn thịt heo giòn bì nhá. Cái này ăn cũng thanh mát nữa, bì giòn tan luôn, chấm cùng với nước mắm chua ngọt thơm mùi cốt dứa xay cũng được này. Không gian vẫn giữ được nét cổ kính Kinh Bắc nhưng mà nội dung thì nó lại rất là hiện đại luôn nhá. Nói bật mí vậy thôi chứ mọi người trực tiếp tới đây đi ngắm tranh là sẽ hiểu. Trên tầng 2 thì sẽ có khu riêng để tổ chức liên hoan hay là tiệc đông người cũng được nữa luôn. Nhân viên thì vừa xinh vừa khéo, tóm lại là ăn quán này nãy giờ chưa thấy chê điểm gì. Quanh kéo thì chắc là tầm trên 300 dưới 500 một người, là cuối bữa là xỉ luôn rồi mà chưa cần phải làm ly nào hết. Mà tên là xỉn quán mà, cho nên mọi người yên tâm nhá, quán mở đến tận 3-4 giờ sáng luôn cơ.